볼게요. 아, 싸우. 네, 읽어주세요. 아, 네. 네. Tiếp thị. 6 là tiếp thị và đánh giá. Tiếp thị quảng bá danh sách Airbnb của bạn qua các mạng xã hội, blog du lịch và các kênh khác. Khuyến khích đánh giá, cung cấp dịch vụ xuất sắc để khuyến khích khách hàng để lại đánh giá tích cực. Điều này sẽ giúp tăng cường khả năng hiển thị và hấp dẫn của danh sách của bạn. Tiếp thị và đánh giá, thị quảng và danh sách Airbnb của bạn qua các mạng xã hội, blog du lịch và các kênh khác quen kích đánh giá cung cấp dịch vụ xuất sắc để quên quên kích các hãng để lại đánh giá tích cực điều này sẽ giúp tăng cuốn khả năng hiện tí và hấp dẫn của danh sách của bạn. Ý nghĩa tiếng Hàn là tiếp đi là bạn Marketing, nè và đánh giá marketing, review đánh giá đánh giá, nè đánh nè giá là gì? đánh giá review salesperson Review, nè review review là giò ngọ. nè review đúng không? Quên kích hay yếu tố quên kích Khuyến khích là yếu khuyến khích tố nhiều nhiều yếu tố hay sao yếu yếu tố là tố ý nghĩa yếu tố là quen kích là phán phát yếu tố si키다 하게 하다 만들다 하게 하다 단자 리뷰 하게 하다 이거 글 에어비앤비 하루 숙박하고 에어비앤비 좋아요 이렇게 좋아요 글 쓰는 거예요. 아, 예. 오케이. 펩티 마케팅 라 광과 잔싹 에어비앤비. 와반 잔싹 목록. Danh sách là một아, lộ quảng 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 bá một không lộ bố không một bố lộ nè quảng nè bá là hôn bổ không bố nè quảng quảng cáo quảng bố quảng bá không quảng bố cáo là quảng bố quảng bố quang bổ nè quảng bổ nè quảng bá là quảng hôn bá bổ. không bố danh sách mục lục Airbnb tòa bản당신의 에어비앤비 목록을 홍보하세요. Mạng xã hội. các mạng xã hội, xã hội quan mạng SNS, like mạng xã hội là Facebook, Instagram, Zalo, Zalo, nè Instagram, Facebook, Facebook, nè mạng xã hội, YouTube, YouTube, blog du lịch,여행 블로그. blog du lịch, Yeah, blog yeah, cho em blog. và các Mạng xã hội tôi coi kênh cả Việt Kiều, kênh YouTube tôi coi Việt YouTube Kiều, channel kênh marketing các nè quên kích tán giả
유도 리뷰 단자 리뷰 후엔킥 유도 쿵캅 지불라 서비스 서비스를 제공하다 제공하다. 우수한 수아싹 섭섭. 우수한 섭섭싹 là gì? 우수한 아주 À, 높은 좋은 야 우수한 서비스를 폰냐 제공하다. 하세요 네, 내 제공하세요. 손길 카캉 손님들이 Khách hàng là gì? 손님 카캉 손님. 고객님. 네, 맞아요 고객 유도하게 해주세요 리뷰를 네, 라이 단자 띠꾹 라지 Đánh giá tích cực. Để lại đánh giá tốt ý cho review ấy.아, 뜨끔 좋은 리뷰를 하도록 유도하세요. New night. 네, 이것이 대접 좋아요. 딱 울려요. 땅 cường Un canal possible. 아, TNT. 현티 khả라지. năng Linear 현티. hiển thị, khả năng hiển thị tức là Henti. có nghĩa là nhiều đánh giá tốt, sẽ có nhiều đánh giá tốt thì sẽ hiện lên nhiều và được mọi người biết đến nhiều hơn. Né. Khả năng hiển thị nghĩa Nanti. là cứ cứ nhiều nhiều comment ấy, comment mà nhiều Nhiều. Mana. thì Nhiều. mọi người sẽ biết đến nhiều. Né. Mana. 손님들을 올릴 수 있게 해줘요. 나 합잔. 과 잔싹 과반. 당신의 목록의 합잔 매력을 높이는 데 도움이 됩니다. 매력을 높이는 현티라 가시성 합잔 라 매력 합잔 이니아 합잔 라지 hấp d�n là mê rọc매력 네 합잔 과 잔싹 과반 hấp dẫn và khả năng hiển thị네네 khả리는 năng hiển thị. M4 các mạng xã hội Facebook 말고 또뭐 Né,있어요? Facebook, Instagram này, Facebook này, Kakao Talk này,네네 Zalo. 있어요? 뭐 Né, 있어요. 인스타그램 있어요? Instagram 있어요. Facebook, 있어요. Kakao Talk. 네. 틱톡 있어요? 틱톡. 틱톡, 네, 틱톡 있어요. 나는 토이코, 페북, 유튜브, 겐 유튜브, 유튜브. 인스타 있는데 잘안 해요. 오케이. 달로? 달로 있는데 달로는 그냥 저 메시지 있어요. 메시지 카카오톡처럼 한국 카카오톡 메시지 써요. 네, 다음 해요. 바이. nhưng mà TikTok Hàn Quốc 사람은 한국 사람들은 TikTok 많은 해요. 하긴 해요. 사용 많이 해요? 많이는 안 하는 것 같은데 저기 틱톡 조금 이렇게 춤추고 노래하고 뭐 이런 거 하는 사람 틱톡 많이 해요. 베트남 사람은 TikTok 많이 해요? 많이 해, 너무 많이 해, 사용 많이 해요. 그러니까 많이 사용하면 광파 효과 있어요. 홍보 효과 있어요. 광고 있어요. 고, 네. 네, TikTok từ Trung Quốc알아요. 부터 중국. 근데 중국 있는데 싱가포르.
중국 회사인데 또 사장 아사아 깜짝 사장 나 싱가포르 À,싱가포르 Singapore à, 출발 à, xuất bản trui ban à, 싱가포르 trui ban hiểu사장이에요 사장 giám đốc 사장 네, 사장 Singapore 네, 못 싱가포르 쳐 사람 싱가포르 사람 네아 바이 해요 아독 바이 가 바이 네 7 tuân thủ và cải tiến liên tục, cập nhật thông tin, luôn cập nhật về bất kỳ thay đổi nào trong các quy định địa phương và điều chỉnh hoạt động của bạn cho phù hợp. Phản hồi của khách, liên tục cải thiện tài sản và dịch vụ của bạn dựa trên phản hồi của khách. bài tuần tuần chú tuần Tuân thủ và tuần cải chú và cải tiến liên liên thông cấp tin cập nhật thông tin luôn luôn cập nhật về bất kỳ tài tối nào tối nào trong các quy trình giao hướng hướng và điều chỉnh hoạt động của bạn cho phù hợp phản hồi của các luyện tập cải thiện tài sản và dịch vụ của bạn dựa trên phản hồi của các tuân chủ ý nghĩa tuân chủ là gì? tuân thủ là nghĩa là chấp Đấy. hành các quy định, Ừ. chấp hành các quy định của cái phần mềm đấy, phần mềm là Airbnb ấy. Đấy. Tuân thủ là chấp hành thực hiện đúng các quy định của cái trang web đấy đưa ra. One, two. Và cái tiếng là Hesson, liên tục ý nghĩa liên tục là gì? Cải tiến liên tục là Nè kế son à theo à chi sục liên tục chỉ liên số tục kế chỉ sục số nè liên tục tuân chế thủ kế sục kế sản chủ toàn tụ cấp nhất thông tin là thông bố nè trong bộ cập nhật là hát cung mài lô mối éo cập nhật cập nhật nhà xin aju chôn in de tầm nhà cập nhật kêu xin thành bộ vị trí nghĩa là ứng dụng chế độ hàng ngày cập nhật cập nhật thông tin, cái hàng ngày sẽ có, mỗi ngày có một thông tin mới sẽ nhất phải nhất à nên nên cập nhật liên tục. UG à, 이거 투원 투는 준수 지키는 거 준수 네네 준수 아 지속 지키다 투원 투 최신 지지 갑 통신 유지 냐냐 최신 냐 새로운 냐 최신 최신 mới duy아 trì thông tin통신 mới. 정보 루언 항상 갑 nhất về Chỉ bất số kỳ oton thay đổi chân chồng thay đổi là chân chồng oton bất bằng kỳ chọn oton chân chồng đến có thể để ăn chế sinh UG를 항상 하세요 các quy trình결정 지역 규정에 관한 것에 과 규칙 변경사항 규칙 활동 과반 조후합 맞는 후합하는 당신의 활동에 대해서
계속해서 변경 사항을 운영을 조정하세요. 이거 중요해요. 그다음에 반호이라 피드백 반호이 피드백. 피드백. 네네. 뭐각 손님에게 피드백 렌턱 연속하는 거 렌턱 가이드 그 개선을 지속하는 것은 재산에 관한 개선을 지속해요. 아마 에어비앤비 하면 부동산 방이나 집그 재산을 더 예쁘게 꾸미는 거. 그리고 지구 서비스. 당신의 서비스를 유어 젠 반호이과 손님의 피드백에 따라서 유아 개선 지속적으로 개선하세요. 가이드 바탕으로 유아 바탕으로 베스트 피드백을 유아젠 라 바탕 기초 바탕, 예 바탕, 기초로 즉진 바탕, 으로. 예 숙소와 서비스를 개선하세요. 다이산 라 숙소 직부 서비스를 개선을 계속하세요. 네. 다음 메보성. 네, 뭐, 송. rào cản ngôn ngữ. Nếu bạn không thông thạo tiếng Việt, hãy xem xét việc thuê một người quản lý địa phương hoặc phiên dịch để hỗ trợ giao tiếp với khách và các quy định địa phương. Nhạy cảm văn hóa. Hãy nhận thức và nhạy cảm với phong tục và văn hóa địa phương. Điều này có thể cải thiện sự hài lòng của khách và danh tiếng của bạn như một người chủ nhà. Né, mèo vô sọc, giáo, tàn, nông nữ, yếu, văn, phong, tống, tạo, chiên, viết, hay xâm xích, biệt tuê, mỗi người, qua lý, giả phúng, hoặc phiên, dịch, để hỗ trợ, giao, tiếp, tôi, cấp, và quy trình và phụng ngái cảm văn hóa hai nắn tức và ngài cảm bối phụng tức và văn hóa và phụng điều này có thể cải thiện sự hài lòng của các và danh tiếng của văn nữ mô ngôi chữ nhạc mail vô song là gì ý nghĩa là gì Mẹo. Mẹo bổ sung một like. Mẹo bổ sung. mail vô song là Mẹo. Mẹo chuga là tip chuga à? chi à Mẹo là tip. mail tip Tip tip. nè mail tip Chu ca tip à? nè mail vô song Chu ca. Chu ca. mail vô song nè lao can nông nữ ono lao can lao giao Rào cát cản ngôn ngữ. trang biệt new 만약에 당신이 통따오 킹벳 베트남어를 통따오 하지 못하면 통따오라 잘하다 능통하다 능통 하자. 통따오 능 능통하지 통 하자. 못하면 하세요 샘셋 백두의 몽로의 관리 작품 파티인직 대호조조텍 도이카 손님과 의사소통을 교환하는 기회에서 핀직 그 지역의 현지 규정에 도움을 쓸수 있는 지역의
관리자를 목 놓이 관리 관리자를 고용해서 일을 같이 해보세요. 엔바 각 뒤징 자풍 지역의 규정 현지 관리자나 번역가를 고용하는 것을 고려해 보세요. 네. 야간 농누 유단 똥똥 다오딩 매 하이센 셋백 그모노의 관리 자풍 핀직 라지 핀직 번역. 번역 벤직 번역가 번역가 번역가. 벤직 네, 홍 hỗ trợ giao tiếp, hỗ trợ thông thông mới chủ đạo.네네 Hỗ hỗ trợ. trợ giao tiếp 의사소통에 도움을 주기 위해 Xa với các 소통 bà là các vị trí giao thông 손님과 의사소통에 도움을 주거나 지역의 규정을 알기 위해서 번역가나 관리자를 온유의 관리자를 찾아보세요. 고용하는 것을 보러 가세요. 고용은 고용아 백두에 라 고용하다 하이어 네 백두에 회 việc thuê하다 고용하다 고용 네네 xem xét việc네 오케이 thuê ngại cảm văn hóa의 cảm nhạy느낌 cảm văn hóa ngại là bình cảm sống nhạy ngại cảm văn cảm hóa văn hóa ta văn chung hóa văn hóa là quan trọng e bi à ngại cảm nhạy cảm là gì? bình cảm haddà là 사람 문화 이해 못하면 안 돼요. 이상해요. 문화 이해 못하면 예를 들어서 인사 예절 음식 사람들 관해 민감하다 중요하다 관종 민감, 네네 민감, 민감 예 냐이캄 민감, 민감, 민감 예 하이 난뜩 민감성을 가지세요 하이 난뜩 마 nhận thức나이 á, nhận thức감 là in in xích인식 네네네 인식 이해 in이해 xích 냔뜩 냔로이 냔로이라 깨닫다 깨닫다 Kê tát tà. Đấy냔로이 là nhận ra.냔자 야 Nhận냔냔 thức là insight. 인식 예 인식 예 Insight 인식하세요 hả ta? insight 냔뜩 Insight 하세요. và Nhạy cảm. nai cam với phong thắc phong thắc Phong tục. phong thắc là gì Phong tục. quan sự phong sự quan sự Quan sự. này này và văn hóa cho cùng chia quan sự Chị và văn hóa rồi Kì... linh cảm hạ kế in sự phát sẹo điều này ý có thể cái chiến sự hài lòng của các con nhím đưa ra của hài lòng là gì Hài 만족도 lòng hài 만족 lòng nè 만족 만족 두 hài lòng 만족을 개선할 수 있고 잔챙 과반 당신의 잔챙 라지 평판 danh tiếng평판 thăng nếu bàn mô á người để chủ nhà là thăng chuyện bàn thăng bàn là danh tiếng à Tiếng là Phương phản tức 뭐냐면 좋은 사람, 나쁜 사람, 좋아요, 나빠요, 판단하는 거. 네네, 평판. danh tiếng là giống như dìu meo dìu meo rang cả thái ó Né? giống như người nổi tiếng à dìu meo ha ta là Né? cô cả thái ó Phương phản이 좋으면 유명하다. 평판이 좋다.
그러면 아 유명해요. 오케이, 인기 있어요. 오케이, 평판 나빠요. 유명하지 않아. 아니, 안 네. 좋아요. 예를 들어서 이런 거예요. 아, 주냐, 주냐, 주인이에요. 뭐뇨이 주냐. 주인. 아, 집 주인인데 관리 안 좋아요. 집 관리 잘안 해. 아, 그러면 평판 나빠요. 홍고, 잔땡 톡. 근데 관리 잘해요. 그 고객 평판 좋아요. 아, 잔땡 톡. 미, 아, 주냐, 고, 빨리 혼냐 혼냐 뭐 잘하면 네, 평판 좋아요. 네, 오케이. 평판 좋아요. 네, 오케이. 주인. 집 주인. 네, 마무리. 아, 읽어주세요. Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể thiết lập và vận hành Airbnb thành công tại Hà Nội, mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách và một dự án kinh doanh có lợi nhuận cho chính mình. Nè, bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể thiết lập và vận hành Airbnb thành công tại Hà Nội, mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách và một dự án kinh doanh có lợi nhuận cho chính mình. 방 몸으로 딱 람테오 이를 가지고 와요. 딱복 날. 이복 뭐예요? 이냐 복 라지 Bước là các단계. 네. 단계. 아아이 단계를 따라서 따르는 방법으로 당신은 따라하는 네네 bằng cách방 làm 따라서 theo. 아아 네네 테오 람테오 라 이를 따라서 이를 따라서. 네네네 ví dụ 아니, 당신은 할수 있어요. 티엣랍 할수 있어요. 티엣랍 이냐 라지 thiết lập, bạn có thể thiết lập là soi thiết lập tức là làm ấy, màn tư đả ấy.만들어요. 에어비앤비 땅콩 Nó하노이에서 cặp thời. 성공하는 에어비앤비를 만들 수 있어요. 탭라. Vận그다음 hành Udon. 망라의 경험 좋은 경험을 강화하고 뭐 이쪽 각 손님들을 위해서 그리고 뭐 유한 기념 사업 유한라 프로젝트 사업 계획 요한 계획 Dự án là프로젝트 project,네, 사업 project 계획 계획 요한 프로젝트 인조한 project 고로이 뉴 còn dòng친민 친민 라지 lợi nhuận cho chính mình, cho tức là cho chủ nhà ấy, chủ in ấy,네 lợi nhuận cho trà xin cho bản thân đấy. Nè. Bằng bằng Trà kỳ cách trà làm xin à, theo chính mình ấy, nè trà kỳ trà xin ấy, tức là chủ nhà Kim chủ Minh nhà ấy, chính mình chính là người là chủ nhà đấy, là chủ nhà người kinh doanh ấy, ok. 네. sao ok,사업가를 위해서 진민 hoặc là chủ 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 in. 네, 주인 오케이 진민 네. 방각 람테오 각국 나이 반코테 탭럽 운영하다 설정 탭럽 설정 설정. 반남 운영
tấn công trại Hà Nội. Gesture mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách và mua chuẩn. Suýt xong in nên sao? Suýt xong là chứ? Lôi, lôi nhuận, lôi nhuận. Suýt xong. Ý, Thu ích sòn là lôi lợi nhuận, nhuận. lôi nhuận. Chỗ trình mình. Ok. Để biên tìm.베트남, Hanoi는 만약에 에어비앤비를 하면, 방, 집, À, nếu mà em nếu mà Saran từ rừng Airbnb rơi ở đâu rồi lắc ham nhon Airbnb ơi qua rồi lắc ham nhon thì một trong sàn hơi xa네. không 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 cần video học sỏi rồi. 그렇죠. 네. 근데 에어비앤비는 오래 장기 체류 아니고 유릭 여행이 목적이니까 여행이 목적이라서 가격이 좀 비싸요. 그리고 하지만 에어비앤비 할수 있는 집들이 많이 있으면 에어비앤비 사업을 하는 사람들은 주냐 집 주인도 있지만 묘이 뚜에 뽕 포악 냐 그러니까 방이나 집을 임대해서 하는 경우도 있어요. 에어비앤비를. 근데 중요한 건 관종과 에어비앤비는 위치 좋아야 돼요. 위치. 지하풍 떳 네. 위치 좋아야 되고 그다음에 아마 그 디자인 혜택과냐 그 방이나 집 디자인 예뻐야 돼요. 예, 주변에도 조금 좋아야 될수 있어요. 그래서 그런데 만약에 에어비앤비 한다면 사업성은 있어요. 잘하면 사업 잘 운영하면 빨리 곧 사업성 뭐냐면 쉽게 말하면 돈벌수 있어요. 곧에 수익 그 티엔 수익 낼수 있어요. 에어비앤비 가능해요. 왜냐하면 BNB Sekiro 유명해요. 맞아요? 네, 맞아요. 세계에서 유명해요. 그래서 사람들 에어비앤비 많이 찾아서 봐요. 인터넷으로 하는 거니까. 그래서 에어비앤비는 쉽게 관리가 될수 있어요. 왜냐하면 내가 만약에 하노이 가서 에어비앤비 내가 에어비앤비에서 방 얻어서 있었던 적 있어요. 에어비앤비에서 결제해요. 에어비앤비 보고 연락하고 날짜 선택해서 오케이 되면 문자 남기고 서로 연락하고 결제하면 이제 거래가 성사가 됐어요. 그래서 과정은 어렵진 않아요. 시스템 좋아요.
온라인으로 하니까 인터넷 사용하는 거라서 투 인터넷 온라인 뭐였죠? 투엔책 온라인 인터넷 인터넷 네네 온라인 투엔책 온라인 예예 띵벨 라지 온라인 투엔 맞아요? 특트렌드 thực hiện á.온라인 자오도 농루 온라인 지금 온라인 인터넷으로 하는 거잖아요. 인터넷으로 다 보고 이그 손님이 직접 호텔 예약하는 거하고 비슷해요. 호텔 예약하는 거하고 에어비앤비 예약하는 거하고 비슷해요. 네네. 1분 남았는데 다음 공부는 그럼 뭐 할까요? 내일 공부? 네, 내일 공부 돼요? 네, 내일 공부 할수 있어요? 네, 네네. 할수 있어요. 네, 그러면 내일 공부는 어떤 걸 할까요? 어떤 걸? 네. 주제는? 네, 주제 무엇으로 할까요? 주제 라지? 또 나이마이? 주제 ngày mai, chủ đề ngày mai là네. gì? 예. 어떤 거 할까요? 에어비앤비 한번더 조사할까요, 내가? về bất động sản. 부동산, 그러니까 에어비앤비. 오케이, 부동산 한번 해볼게요. 근데 부동산 주제가 쉽지는 않아요. 오케이, 네, Nếu mà부동산. mình học họ này hợp부동산 đồng đi, hợp đồng kế rắc so in te kế rắc so관해서 네 좋아요 ê thế ăn ok này go to you ok 네네네 ok 땀빗 네, bye 내일은 bye. 네 수고했어요 네, bye bye. 예 수고하셨어요. 땀